Tiếp tục cái hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người sử dụng máy CNC cạc V5 nâng cấp lên sử dụng cạc Mach 3 40, 50. Hiện tại mình có cái con cạc Mach 3 tổng như là PT 40. Mình sẽ chuyển sang cho máy CNC dùng cạc V5 30. Và mình cũng đấu cái rắc của nó giống như rắc của cái thằng chân 25 này, nó dùng song song luôn, mình có thể dùng được vừa Mach 3 vừa RC. Đây là phần mềm Mach 3. Và đây phần mềm RC Studio, cũng đây phần mềm Mach 3. Hai phần mềm này mình có thể dùng song song lại cho nhau đều được. Tại vì hai thằng này chẳng liên quan đến nhau cả. Mỗi thằng làm một nhiệm vụ riêng, một thằng RC có cạc riêng, một thằng RC thằng Mach 3 có dùng cổng như là VT riêng của trong máy tính. Đây, mình đã vừa cài đặt xong con máy này, mình đang chạy phần mềm RC Studio. Và đây là trục xoay, trục A. Hiện tại có một số bác đang chạy cạc RC V5 có trục xoay nhưng mà không muốn chạy lên 40 độc lập thì không thể chạy được và không có gì để chạy. Giờ đây mình sẽ hỗ trợ các bác nào đó dùng cạc Mach 3 40 để chạy độc lập, chạy đục tượng, nhất là đục tượng mà đục những chân phức tạp mà trục xoay của nó không làm được. Mình sẽ hướng dẫn cài đặt Mach 3 và phần mềm RC Studio. Cái máy nó mình chuyển sang 20 cho nhau đều được. Chạy trên phần mềm Mach 3 và nó rất đơn giản thôi. Mach 3 mình chỉ thêm 10 thôi. Đấy, một cái cạc điều khiển. Cạc điều khiển là dùng cạc VT song song, dùng cọc song song. Đây, máy của mình dùng một lúc là vừa cạc RC vừa cạc Mach 3 tổng là VT. Mình chỉ rút qua cái rắc thôi, rút mỗi rắc ở ngay chỗ cái tủ điện đó thôi, mình xài bình thường. Còn con này là con mình chỉ ví dụ đây là cục xoay, tín hiệu đưa vào để xoay thôi. Còn là trục A ngót vào. Đó là ta sẽ chế được con máy 30 bình thường nên con máy CNC 50 đục tượng 40. Hiện tại thì đục tượng hiện tại mình chỉ có 40 thôi, mình sẽ cạc 40 trục X. Sau đó ta cạc xong ta chỉ được đưa file vào chạy bình thường. Ai có muốn nhu cầu nâng cấp lên 40 chạy Mach 3 thì có liên hệ anh mình sẽ bán cái cạc này và hướng dẫn cài đặt. Quan trọng là phần cài đặt để nó chạy được theo ý của mình. Xin chào mọi người và liên hệ mua cạc tư vấn kỹ thuật máy 40 từ cnclaser.com.